Xin chào các anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi và đến với Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Veloz phiên bản top, phiên bản cao cấp. Có ngoại thất là màu trắng ngọc trai. Đây là phiên bản màu có giá cao hơn so với giá niêm yết là 8 triệu. Và đồng thời em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe này. Cả hai phiên bản ở thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này, xem thời điểm lăn bánh này là bao nhiêu và trả góp cần bao nhiêu. Thì trong khi đi xung quanh anh chị một vòng nội thất thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe này thời điểm hiện tại. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản E thì có giá niêm yết được giảm còn 638 và ngoài ra cũng được đại lý hỗ trợ thêm là 22 triệu tiền mặt. Tính ra cho anh chị lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng 685 và trả góp thì chuẩn bị cho em số tiền là 192 triệu. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản top ở đây thì có giá niêm yết là được giảm còn 660 triệu và được lại đại lý hỗ trợ thêm số tiền là 17 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh cho anh chị số tiền nó sẽ rơi vào là 714 triệu, trả góp anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 200 triệu. Và đối với tùy chọn màu sắc trắng ngọc trai như ở trong video này thì anh chị cộng thêm 8 triệu giúp em. Có nghĩa là số tiền anh chị chuẩn bị là khoảng 722 triệu cho màu trắng ngọc trai phiên bản cao cấp nhất. Vừa rồi thì em đã đi một vòng xung quanh nội ngoại thất. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị về tổng quan cũng như là chi tiết hơn về các thông tin về xe, các cái option có trên xe thời điểm hiện tại của phiên bản cao cấp này. Thì chiếc xe Toyota Veloz được lắp ráp vào thị trường Việt Nam với hai phiên bản là dòng xe 7 chỗ có dung tích động cơ là 1.5 lít. Sử dụng hộp số DCVT kép, một chiếc xe cực kỳ tiết kiệm, cho ra cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ rơi vào khoảng chưa đến 6 lít trên 100 cây. Đó là về vận hành. Còn về các cái option, các cái tính năng có trên xe thì ở phần đầu xe, chính giữa dưới logo chúng ta sẽ thấy cam trước trong cái hệ số, trong cái hệ thống camera 60. Còn cái phần cao hơn ở chính giữa đây, ở trên cái phần kính lái, nó là hai camera trong hệ thống Toyota Safety Sense, phụ trách các cái chức năng như là kiểm soát làn đường này, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thích ứng, rất nhiều tính năng thông minh hỗ trợ cho người lái. Và ngoài ra thì cụm đèn thì được sử dụng là cụm đèn dạng LED chia khoang, phía dưới đó thì sẽ được trang bị là đèn sương mù dạng halogen. La răng của phiên bản này là da răng dạng phay xước, có kích thước là 17 inch, to hơn so với phiên bản tiêu chuẩn là 1 inch. Còn phía phần gương xe thì anh chị sẽ thấy chiếc xe này có tích hợp luôn cả xi nhan này, cả cam trong camera 60 và có gập điện tự động này, chỉnh điện mặt gương và có cả tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo tiền va chạm. Rất nhiều tính năng thông minh để hỗ trợ cho khách hàng lái xe. Toyota bây giờ thì không còn nghèo nàn về option như ngày xưa nữa. Còn ở phần cánh cửa thì chúng ta có cái nút cảm ứng để khi mà đi gần đến xe thì cần chạm vào thôi là cửa xe sẽ mở ra. Đây là phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe thì sẽ được trang bị là cụm đèn dạng LED và có tích hợp luôn cả hai cảm biến ở phía sau, cảm biến đuôi. Đó là về phần nội thất. Còn em sẽ sang ghế lái để anh chị xem về chi tiết hơn nội thất của xe. Ở nội thất của xe thì xe sẽ được trang bị cũng rất nhiều nút bấm. Đó là bên này là cụm để điều chỉnh các cái tính năng lên xuống cửa kính, cụm mở gương và điều chỉnh cái lòng gương. Còn ở đây thì sẽ có những cái tính năng rất là hay ho, rất là hiện đại của Toyota hiện tại như là đèn pha thích ứng này, rồi cảnh báo tiền va chạm và chống trơn trượt. Còn ở trên vô lăng thì sẽ có các cái phím chức năng để điều chỉnh màn hình đa thông tin ở phía sau, màn hình 7 inch và tăng giảm âm lượng cộng với nút bật cam 360. Ở phần đèn thì đã có đèn gì ạ? Đèn tự động rồi. Còn phía bên tay phải này là có cần gạt mưa và các cái nút để điều chỉnh màn hình giải trí ở đây, màn hình giải trí 9 inch và có cụm điều chỉnh điều hòa tự động và có một vùng, tuy nhiên là có thêm cả các cửa gió, cửa giảm lạnh ở cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Ở phần cần số ở đây thì có chế độ giả lập và phanh điện tử cộng auto hold, sạc không dây, rất nhiều tính năng hiện đại. Ghế thì được trang bị là dạng ghế da pha nỉ. Đó là hàng ghế thứ nhất. Còn hàng ghế thứ hai chúng ta có gì? Hàng ghế thứ hai là chúng ta có một hàng ghế linh hoạt nhất phân khúc. Chúng ta có thể để ba hàng ghế như thế này. Chúng ta có để ba hàng ghế ngồi như một chiếc xe 7 chỗ thông thường.
Và cái thứ hai chúng ta có thể gập hai hàng ghế xuống, hàng ghế sau xuống để mình có thể là để chở hàng hóa. Và phương án thứ ba là mình có thể để ngửa cái hàng ghế thứ hai này nối với hàng ghế thứ ba thành một cái sàn phẳng để mình có thể nghỉ ngơi như một ghế sofa ở trên xe, cực kỳ là linh hoạt. Và có cả hai cái cổng sạc cho hàng ghế thứ hai nữa. Đó, ở đây là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai đấy ạ, điều chỉnh gió ở đây. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Veloz phiên bản top có màu trắng ngọc trai, và đồng thời giới thiệu cho anh chị về giá bán ở thời điểm hiện tại. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.